Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Từ Westminster, Đô Đình Trần và Pháp Đuôi cùng Văn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Good morning, anh Đô Đình Trần và anh Pháp Đuôi. Và xin chào Hoa Anh và xin chào quý vị. Dạ, xin chào anh Văn Trọng, anh Pháp Đuôi và quý vị khán giả. Chắc lẽ mấy ngày này thì party nhiều, tiệc tùng nhiều, tôi nghe giọng mấy anh chắc có vẻ cũng hơi khàn khàn phải không? Hôm nay là mùa có thể nói là nhiều cái gọi là cái sự thay đổi trong cái đời sống mình hàng ngày. Phụ nữ cũng giống như nhiều gia đình thì cuối tuần đi shopping rất nhiều. Tất cả những lễ hội, tất cả những việc chuẩn bị cho một lễ Giáng sinh cũng giống như chúc mừng năm mới đang dồn nhịp diễn biến và tiến triển có thể nói là một cách rất là nhộn nhịp ở tại quận Cam của mình, phải không anh? Vâng, thưa anh, tiệc rất là nhiều, tất cả các hội đoàn đều có những buổi tiệc, cũng như là cơ sở đều có những buổi tiệc để mà chúc mừng và cảm ơn những người nhân viên làm cho mình cũng như là các bạn trong hội đoàn của mình. Vâng. Kính thưa quý vị, trở lại khí hậu và thời tiết tại miền Nam California, sáng nay thì chúng ta sắp sửa đón nhận một trong những ngày lễ mà chúng ta thường hay nói là mùa đông đã đến. Nhưng sáng nay thì nhiệt độ ở tại quận Cam của chúng tôi có khoảng 56 độ. Và trưa nay thì quý vị vẫn là một trong những cái bầu trời đẹp nhất tại miền Nam California đến với quận Cam. Kính thưa quý vị, nhiệt độ trung bình ở khoảng 64 độ. Và tối thì tất cả những cái cơn gió đưa đến và hình như là mang lại một cái gọi là cái không khí hơi lạnh lạnh vào về đêm. Chắc là quý vị mà có đi khi nào đi đâu chơi ban đêm thì nên mặc áo lạnh rất nhiều. Chứ không thì có thể dễ bị cảm vì mùa này chắc quý vị cũng đã biết rất nhiều cái cơn bệnh cũng đã đến với quận Cam. Một trong những kiện sáng nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua chương trình cà phê sáng cùng với anh Phát Bùi và anh Donovan, chắc là chúng ta phải nói đến những gì đang diễn tiến một cách có thể nói là chậm chạp tại White House. Việc trước tiên sáng nay tại Thượng viện cũng giống như tại Quốc hội của Hoa Kỳ thì ông Jim Comey sẽ ra điều trần về một vài sự kiện liên quan đến thời kỳ ông còn làm giám đốc FBI, liên quan đến những sự kiện liên quan đến cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016. Đồng thời có thể tất một số dân biểu của Đảng Cộng Hòa có thể đặt câu hỏi về vấn đề liệu cái vấn đề email của tổng của bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ, có ảnh hưởng gì đến vấn đề gọi là che đậy của FBI hay không. Cái chuyện cũ đã qua rồi nhưng mà sáng nay thì có vẻ là ông Jim Comey phải đối diện một cái cuộc chất vấn rất là gắt gao của Hạ viện, xin lỗi quý vị, chứ không phải là Thượng viện. Anh nghĩ rằng ông Jim Comey có thoát khỏi được những cái mà gọi là sát hạch của Quốc hội Hoa Kỳ hay là không nào? Dạ vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì mặc dù là chỉ còn có một vài tuần nữa là Hạ viện sẽ thay đổi thành viên mới, tuy nhiên họ cũng vẫn bắt buộc ông Comey phải ra điều trần về cái việc tại sao họ đã không có điều tra kỹ lưỡng hơn những cái vấn đề email của bà Hillary Clinton và có thể đưa bà ra để mà hạch tội. Và điểm thứ hai nữa là những vấn đề liên quan đến cái cuộc điều tra của những cái việc mà Nga Xô đã can thiệp vô trong cái việc mà lũng đoạn đến cái cuộc bầu cử năm 2016. Thì ông Trump Comey sẽ phải đối đầu những câu hỏi rất là gắt gao từ phía ủy ban của tư pháp của Hạ viện, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, và đặc biệt sáng nay thì chúng ta cũng có thể đang chờ đợi một cái sự kiện mà Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến từ lâu. Anh Donald Trump theo dõi thì vấn đề xây dựng bức tường ngăn cách biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ là một trong những cái sự kiện then chốt trong tuần lễ này. Thì sáng nay Tổng thống Donald Trump vẫn với một cái đường lối kiên quyết và ông tuyên bố rằng ông cần phải có 5 tỷ đô la để xây cái bức tường ngăn cách giữa Mexico và Hoa Kỳ. Nhưng sự việc này thì gặp sự chống đối và không đồng tình mấy của tất cả các vị lãnh đạo của đảng Dân Chủ. Và trong đó họ chỉ nói rằng là đưa ra một cái ngân sách là 1.3 tỷ để xây dựng, nghĩa là tái kiến trúc lại cái tất cả cái bờ thành chứ không phải là bức tường, và vấn đề xây dựng cái bức tường đó thì chưa được tiến hành lúc này, và đồng thời là họ yểm trợ cho tất cả các quỹ của những nhân viên làm việc ở tại biên giới. Thì liệu Tổng thống Donald Trump có gặp cái gì khó khăn sáng nay không, thưa anh Phát Bùi và anh Donald Trump? Dạ, thưa anh Đoàn Trọng và anh Phát Bùi, thì như quý vị đã biết là tuần trước, như quý vị đang theo dõi trên màn hình, thì gồm có Tổng thống Trump, Phó Tổng thống, bà Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer.
Thì ngồi đó thì lúc đó là hai bên là cũng cãi nhau gắt gao, và ông Donald Trump nói là xin quý vị khoảng 5 tỷ để xây bức tường. Thì ông Chuck Schumer bảo là không, anh không thể nào có 5 tỷ, bảo nếu mà có 5 tỷ chúng tôi sẽ shut down government vào ngày thứ sáu này. Thì khi mà nói những cái câu đó thì ông hai bên là cùng găng cả, đến ngày hôm nay, ngay cả đến hôm weekend, người ta có phỏng vấn những người, có một ông là cố vấn của Tổng thống Donald Trump, thì ông cũng vẫn nói rằng là nếu mà trường hợp mà bên ông Donald Trump không lấy cái tiền được để mà xây bức tường thì ông sẽ willing, ông shut down government. Thành ra chúng ta còn phải chờ xem. Thì cái chuyện xây bức tường là cái chuyện ông phải làm, tại vì đây là những cái điều ông đã hứa, mà một trong những cái điều ông, hai cái điểm chính mà ông hứa là cái xây bức tường và Obamacare. Thành ra quý vị sẽ thấy rằng là trong từ nay đến thứ sáu quý vị sẽ có những cái showdown về cái bức tường này. Nhưng mà thưa anh Phát, cái vấn đề là bức tường là nó lại liên quan đến vấn đề sát đào của chính phủ vào ngày 21 tới đây. Cái sự kiện nó lại liên quan, tại sao lại vấn đề bức tường lại có vấn đề sát đào cái ngân sách của chính phủ vào thứ sáu tới đây thưa anh? Thực sự ra thì đây là cái trò chơi giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Xưa nay các tổng thống khi mà gặp bế tắc với quốc hội về vấn đề mà phải đóng cửa chính phủ thì tất cả các nhân viên đều không có việc làm, tất cả những cái người dân khi mà cần đến các dịch vụ chính phủ đều không thể có được những dịch vụ này. Thành thử ra những lúc trước khi mà Đảng Dân Chủ, Tổng thống Obama, Tổng thống Clinton cũng đều có những cái việc mà đóng cửa chính phủ vì vấn đề mà tranh cãi về ngân khoản, thì bao giờ cái phe mà làm khó khăn để mà phải đóng cửa chính phủ đều gặp cái dư luận không tốt về mình. Và vì vậy lần này mà Đảng Dân Chủ rất quyết là đưa ông Donald Trump vào cái thế kẹt, là nếu ông muốn giữ bức tường thì ông phải dùng áp lực đóng cửa chính phủ để bên quốc hội sẽ phải nhượng bộ. Tuy nhiên cái điều này là cái điều mà ông Trump phải trả một cái giá rất đắt, là bởi vì trong lịch sử thì chưa bao giờ mà vị tổng thống nào mà áp lực quốc hội đóng cửa chính phủ mà đều được dân chúng ủng hộ cả. Nhưng mà tất cả các sự kiện liên quan đến vấn đề xây dựng bức tường, kính thưa quý vị, Nhà Trắng hình như đang đứng gần tới một vấn đề gọi là đóng cửa chính phủ vào thứ sáu tới đây vì nhu cầu của bức tường. Đây đẩy chính phủ đến bờ vực để đóng cửa một phần. Kính thưa quý vị, Nhà Trắng khẳng định rằng quốc hội cần cung cấp 5 tỷ đô la để xây dựng một bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ và Mexico, bất chấp sự kháng cự của các nhà lập pháp từ cả hai bên. Nếu không có nghị quyết, các bộ phận của chính phủ liên bang sẽ đóng cửa vào nửa đêm thứ sáu này. Stephen Miller cho biết rằng chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để xây dựng bức tường biên giới để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhập cư bất cứ đang diễn ra vào thời điểm nào. Khi được hỏi liệu nếu điều đó có nghĩa là chính phủ phải đóng cửa, ông nói điều đó xảy ra và có thể hoàn toàn xảy ra. Tổng thống Donald Trump đã cho biết tuần trước ông sẽ là người tự hào của người Hồi giáo khi đóng cửa để quốc hội phê chuẩn khoản thanh toán 5 tỷ đô la để thực hiện lời hứa trong chiến dịch xây dựng bức tường biên giới. Nhưng Tổng thống không có phiếu bầu từ quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát để hỗ trợ các tài trợ cho bức tường ở đang trong công việc đòi hỏi để xây dựng. Kính thưa quý vị, cả hai đảng chính trị lớn trong quốc hội đều cho rằng Tổng thống Trump có thể sẽ phải cần phải thực hiện động thái tiếp theo để giải quyết tình trạng bế tắc. Nhà Trắng cũng giống như là quốc hội đang nghỉ cuối tuần kéo dài và quốc hội có thể là trở lại vào thứ tư tuần này. Thì có một cái điều trở lại vào dù thượng viện trở lại thứ hai. Nhưng mà thưa anh Phát Vinh Donald Trump, liệu tất cả những thành viên của Đảng Cộng Hòa đã bị thất cử, liệu họ có trở lại nhóm họp vào ngày thứ hai hoặc ngày thứ tư này không? Anh là một vị dân cử thì cái kinh nghiệm đó như thế nào thưa anh? Điều này thì khó có thể biết được lắm. Tuy nhiên theo chúng tôi suy nghĩ thì nếu những cái vị mà đã thất cử mà họ thấy rằng họ không có cái khả năng để mà họ có đủ cái lá phiếu để thông qua cái việc ngân sách thì chúng tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ không có quay trở lại. Kính thưa quý vị, hiện nay thì tại Hạ viện như quý vị đã biết, một số lớn thành viên của Đảng Cộng Hòa đã bị thất cử hoặc không còn ra ứng cử. Và nếu họ được triệu tập lại vào ngày thứ hai đến ngày thứ tư để bỏ phiếu thì quý vị nghĩ rằng làm sao để đủ một cái túc số đa số để có thắng được tất cả các thành viên của Đảng Dân Chủ hiện nay đang nhộn nhịp trở lại tại Washington DC bây giờ? Thì đó là một trong những cái câu hỏi mà người ta đang đưa ra. Trong lúc đó thì các nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và bà dân biểu Nancy Pelosi đã đề xuất khoảng 1.6 tỷ đô la như được nêu trong một cái dự luật của Thượng viện, và tiền sẽ không dành cho bức tường mà là để nâng cấp hàng rào và an ninh biên giới khác. Đảng Dân Chủ cũng đề nghị đơn giản là giữ tài trợ ở mức 1.3 tỷ đô la.
Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện, đó là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của tiểu bang New York, đã nói chuyện với các phóng viên tại tòa nhà Quốc hội ở Washington vào ngày 11 tháng 12 năm 2018, cho thấy không có một cái dấu hiệu nhúc nhích nào phía Dân Chủ và vẫn có thể nói ủng hộ để một cái ngân sách là 5 tỷ đô la. Như vậy, với kinh nghiệm của quý vị thì quý vị nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump có sẽ dẫn dắt chính phủ đến một vấn đề bế tắc, đó là đóng cửa vào ngày thứ Sáu hôm nay, thưa ông Donald Trump? Có lẽ là chính phủ sẽ tạm thời đóng cửa trong một thời gian ngắn, và vào đầu năm thì họ sẽ lại phải nhượng bộ và đưa ra một cái giải pháp để mà giải quyết cái khúc mắc này. Thì có thể họ sẽ đưa ra một cái emergency funding để mà giữ cho chính phủ tiếp tục làm việc trong cái thời gian mà họ giải quyết những cái xung đột giữa về ngân sách và về bức tường, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chuyện sáng nay tại Washington DC đối diện với một cái cơn khủng hoảng đóng cửa chính phủ vào ngày thứ Sáu tới đây, khi Tổng thống Donald Trump quyết định là phải đòi hỏi cần có 5 tỷ đô la để xây bức tường biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.